Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 4 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục đi chữa quyển hướng dẫn cách viết tập làm văn lớp 4 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em chữa bài tập của tuần 25, lập giản ý cho bài văn thuật lại một sự việc. Phần đầu tiên sẽ là phần nhận biết. Cô có đề bài như sau: em hãy ghi lại tên các hoạt động thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn. Ở đây thì cô sẽ có 4 bức tranh. 4 bức tranh này sẽ tương ứng với 4 hoạt động thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn. Bức tranh đầu tiên các em nhìn thấy là hình ảnh các bạn nhỏ đang chúc mừng cô giáo nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Vậy thì ở bức tranh số 1 thì cô sẽ có hoạt động thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn ở đây, đó là hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Để các em có thể ghi ngắn gọn là ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tiếp theo ở bức tranh số 2, ở đây là các em đang nhìn thấy là các bạn học sinh đang đi thắp hương ở nghĩa trang liệt sĩ. Vậy thì chúng ta sẽ có một hoạt động thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, đó là thắp hương ở nghĩa trang liệt sĩ. Tiếp theo chúng ta sẽ có bức tranh số 3 ở đây là hình ảnh cả gia đình đang đi chúc Tết ông bà. Vậy chúng ta sẽ có một hoạt động thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, ở đây là chúc Tết ông bà. Tiếp theo là bức tranh cuối cùng tương ứng với một hoạt động thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, đó là lễ hội giỗ tổ Hùng Vương. Như vậy ở trong phần nhận biết này thì chúng ta đã nêu tên được 4 hoạt động thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn tương ứng với 4 bức tranh. Bức tranh đầu tiên, hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Bức tranh số 2 là hoạt động thắp hương ở nghĩa trang liệt sĩ. Bức tranh số 3 là chúc Tết ông bà. Bức tranh số 4 là lễ hội giỗ tổ Hùng Vương. Thì đây chính là 4 hoạt động thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn ở trong phần nhận biết. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần phân tích đề bài. Cô có đề bài như sau: em hãy viết bài văn thuật lại một sự việc thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn và chia sẻ suy nghĩ cảm xúc của em về sự việc đó. Câu hỏi đầu tiên, bài viết có hình thức như thế nào? Câu hỏi số 2, đây là dạng văn gì? Câu hỏi số 3, một sự việc thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn là gì? Thì đây chính là 3 câu hỏi ở trong phần phân tích đề bài. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau đi chữa lần lượt từng câu hỏi một. Câu hỏi đầu tiên, bài viết có hình thức như thế nào? Để trả lời được câu hỏi này thì các em hãy quan sát đề bài. Đề bài ở đây yêu cầu là em hãy viết bài văn thuật lại một sự việc. Vậy thì ở đây yêu cầu của đề bài là viết bài văn. Chắc chắn là với đề bài này thì chúng ta sẽ viết dưới hình thức là một bài văn, tức là chúng ta sẽ gồm có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Như vậy câu trả lời cho câu hỏi số 1 đó là bài viết có hình thức là một bài văn. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 2, đây là dạng văn gì? Để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta lại tiếp tục quan sát đề bài để tìm ra câu trả lời. Các em thấy đề bài đây yêu cầu là em hãy viết bài văn thuật lại một sự việc thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tức là chúng ta sẽ viết bài văn để chúng ta thuật lại một sự việc. Vậy thì với đề bài này thì chúng ta sẽ áp dụng dạng văn thuật lại một sự việc. Vậy cô sẽ có câu trả lời cho câu hỏi số 2 như sau, đây là dạng văn thuật lại một sự việc. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 2, một sự việc thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn là gì? Các em nhớ ở trong phần nhận biết thì cô đã chỉ ra được 4 hoạt động thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, đó là hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 này, hoạt động thắp hương ở nghĩa trang liệt sĩ này, hoạt động mà chúc Tết ông bà này, và hoạt động mà lễ hội giỗ tổ Hùng Vương. Vậy thì trong 4 hoạt động mà cô vừa nêu ở phần nhận biết thì các em hãy lựa chọn ra một hoạt động thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn. Cô lấy ví dụ là một sự việc, một hoạt động thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, đó là thắp hương ở nghĩa trang liệt sĩ. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được 3 câu hỏi ở trong phần phân tích đề bài rồi. Bây giờ các em sẽ lắng nghe cô nhắc lại câu hỏi và câu trả lời một lần nữa, sau đó các em sẽ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình. Cô có đề bài, em hãy viết bài văn thuật lại một sự việc thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn và chia sẻ suy nghĩ cảm xúc của em về sự việc đó. Câu hỏi đầu tiên, bài viết có hình thức như thế nào? Và cô có câu trả lời, bài viết có hình thức là một bài văn. Câu hỏi số 2, đây là dạng văn gì? Và cô có câu trả lời, đây là dạng văn thuật lại một sự việc. Câu hỏi số 3, một sự việc thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn là gì? Và cô có câu trả lời đó là thắp hương ở nghĩa trang liệt sĩ. Thì đây chính là 3 câu hỏi ở trong phần phân tích đề bài. Các em sẽ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt. Các em nhớ là ở trong phần phân tích đề bài thì cô đã hướng dẫn các em là với đề bài là thuật lại một sự việc thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn và chia sẻ suy nghĩ cảm xúc của em về sự việc đó. Thì chúng ta sẽ được viết dưới hình thức là một bài văn. Vậy một bài văn thì sẽ gồm có 3 phần, đó là phần mở bài, thân bài và kết bài. Thì bây giờ trong phần sơ đồ tư duy thì cô sẽ có một dàn ý chi tiết gồm 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài để giúp các em có thể viết được một bài văn hoàn chỉnh thuật lại một sự việc thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn và chia sẻ những cái suy nghĩ cảm xúc của em về sự việc đó. Đầu tiên sẽ là phần mở bài. Trong phần mở bài thì các em cần phải giới thiệu chung về sự việc. Giới thiệu thì chúng ta sẽ có tên sự việc là gì này, địa điểm diễn ra sự việc đó là ở đâu, thời gian diễn ra sự việc đó là vào ngày nào. Ở đây các em thấy là tên của sự việc là thắp hương tri ân anh hùng liệt sĩ. Địa điểm diễn ra sự việc đó là
ở Nghĩa Trang Liệt Sĩ và thời gian diễn ra sự việc là ngày 27 tháng 7. Vậy thì dựa vào các gợi ý như vậy thì cô sẽ có được câu trả lời cho phần mở bài như sau. Vào ngày 27 tháng 7, trường em đã tổ chức đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ để thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Vậy đầu tiên, thời gian là vào ngày 27 tháng 7. Trường em đã tổ chức đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ để thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Như vậy thì cô sẽ có câu trả lời cho phần mở bài như sau. Vào ngày 27 tháng 7, trường em đã tổ chức đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ để thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Như vậy thì chúng ta sẽ có được là thời gian diễn ra sự việc là vào ngày 27 tháng 7 và địa điểm diễn ra sự việc ở đây đó là Nghĩa Trang Liệt Sĩ và sự việc mà chúng ta thuật lại đó là thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Thì đây chính là câu trả lời cho phần mở bài. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần thân bài. Trong phần thân bài thì chúng ta sẽ có các câu hỏi như sau. Câu hỏi đầu tiên, sự việc đó chuẩn bị như thế nào? Như vậy sự việc thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ thì được diễn ra như thế nào? Đó là khi đến được Nghĩa Trang Liệt Sĩ thì cô giáo sẽ phân công công việc cho từng bạn. Vậy thì sự việc được chuẩn bị đầu tiên đó là cô giáo phân công việc cho từng bạn. Tiếp theo câu hỏi số 2, sự việc đó diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ có các sự việc là dọn vệ sinh này, đọc diễn văn tri ân này và thắp hương. Đầu tiên là chúng em bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực Nghĩa Trang. Công việc đầu tiên là dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực Nghĩa Trang. Sau đó sẽ nghe thầy hiệu trưởng đọc diễn văn tri ân. Và sau đó khi mà chúng ta đã nghe thầy hiệu trưởng đọc diễn văn tri ân rồi thì cuối cùng là chúng ta sẽ thắp hương để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ. Các em lưu ý là khi mà các em viết bài văn thuật lại một sự việc thì chúng ta phải có các từ ngữ để thể hiện trình tự của các sự việc đó. Ví dụ như là chúng ta sẽ cần phải có các từ như là từ đầu tiên này, từ sau đó này và kết thúc cái sự việc đó thì chúng ta sẽ ghi là cuối cùng thì chúng ta sẽ làm gì. Tiếp theo, câu hỏi tiếp theo là sự việc đó kết thúc như thế nào? Đó là cuối cùng thì chúng em sẽ xếp hàng và đi về. Chúng ta có đầu tiên, có sau đó rồi thì chắc chắn phải có cuối cùng. Thì các em nhớ là khi các em viết một bài văn thuật lại một sự việc thì chúng ta cần phải có các từ ngữ bắt đầu, ví dụ như là đầu tiên, sau đó hay là cuối cùng hay là kết thúc. Câu hỏi cuối cùng trong phần thân bài, cảm xúc của mọi người khi tham gia sự việc đó như thế nào? Vậy thì cảm xúc của mọi người khi tham gia vào sự việc là thắp hương để tri ân các anh hùng liệt sĩ thì như thế nào các em nhỉ? Đó là ai cũng bồi hồi lưu luyến và biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Và phần cuối cùng ở đây chính là phần kết bài, là chúng ta sẽ nêu cảm nghĩ của em về sự việc đó. Vậy thì chúng ta sẽ có các từ ngữ gợi ý như là tưởng nhớ, tri ân, và đây là một hoạt động ý nghĩa và thiêng liêng. Như vậy thì chúng ta sẽ có câu trả lời để nói lên cảm nghĩ của em về sự việc đó. Em thấy đây là một hoạt động có ý nghĩa và vô cùng thiêng liêng. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt rồi. Bây giờ các em sẽ lắng nghe cô nhắc lại câu hỏi và câu trả lời. Sau đó các em sẽ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Đầu tiên trong phần mở bài thì các em cần phải giới thiệu chung về sự việc. Thì cô sẽ có câu trả lời như sau. Vào ngày 27 tháng 7, trường em đã tổ chức đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ để thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tiếp theo phần thân bài. Trong phần thân bài thì cô sẽ có các câu hỏi sau. Sự việc đó chuẩn bị như thế nào? Cô có câu trả lời đó là cô giáo phân công công việc cho từng bạn. Câu hỏi số 2, sự việc đó diễn ra như thế nào? Cô có câu trả lời. Đầu tiên là chúng em sẽ dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực Nghĩa Trang. Sau đó sẽ nghe thầy hiệu trưởng đọc diễn văn tri ân và thắp một nén hương cho các anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa Trang. Sự việc đó kết thúc như thế nào? Và cô có câu trả lời. Cuối cùng chúng em xếp hàng và đi về. Cảm xúc của mọi người khi tham gia sự việc đó như thế nào? Cô có câu trả lời. Ai cũng bồi hồi lưu luyến và biết ơn sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ. Phần kết bài, cảm nghĩ của em về sự việc đó như thế nào? Và cô có câu trả lời, đây là một hoạt động có ý nghĩa và vô cùng thiêng liêng. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt của tuần 25 rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Và các câu trả lời gợi ý này thì sẽ giúp cho các em viết được một bài văn thuật lại một sự việc thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn. Cụ thể đó là bài văn thuật lại hoạt động thắp hương tri ân anh hùng liệt sĩ, và các em sẽ chia sẻ cái suy nghĩ cảm xúc về em, về của các em về sự việc đó. Như vậy ở trong tuần 25 thì cô đã hướng dẫn các em chữa xong được 3 phần là phần nhận biết, phần phân tích đề bài và phần sơ đồ tư duy từ ngữ then chốt rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Ở video lần sau cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa các bài tập tiếp theo. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.